Sau khi ghi bàn giúp Man City nghiền nát Liverpool 5-0 tại Premier League, Aguero lại tiếp tục nổ súng trong chiến thắng 4-0 của The Citizen tại Champions League. Thế nên, chẳng ai ngờ Aguero và nữ ca sĩ lớn hơn mình 2 tuổi, Karina, vừa dứt tình và mỗi người một nơi. Nhà báo thể thao giải trí tại Argentina Luis Ventura cho biết Aguero và Karina đã quyết định chia tay nhau sau một thời gian khủng hoảng tình cảm. Trong đợt tập trung cùng đội tuyển Argentina vừa qua, không thấy Aguero xuất hiện bên cạnh Karina như những lần trước đây. Khi được hỏi liệu có phải Karina và Aguero vừa chia tay, giọng ca 31 tuổi đáp: "Đó là chuyện riêng của tôi không có nghĩa vụ phải kể chuyện đời tư của mình cho bất kỳ ai." Karina vẫn chưa xác nhận việc đổ vỡ tình cảm với Aguero, nhưng bà chị vợ tương lai hụt của Aguero, Dalma, thì lại xác nhận đúng là hai người này đã chấm dứt. Dalma chính là con gái cả của huyền thoại Diego Maradona, là chị gái của Giannina, người đẹp từng có thời sở hữu trái tim Aguero và đã sinh cho anh cậu quý tử năm nay 8 tuổi, Benjamin. Aguero vẫn chưa hề lên tiếng bình luận gì về các thông tin kể trên, nhưng với việc hai nguồn tin khác nhau đều khẳng định Aguero và Karina đã đường ai nấy đi, nhà báo Luis Ventura lý giải họ không chiến thắng được thử thách yêu nhau kiểu hai đầu nỗi nhớ. Aguero đã nhiều năm lập nghiệp tại nước Anh, nhưng Karina thì vẫn không chịu, thuyền theo lái, gái theo chồng. Ngoài ra, giữa Ancun và nữ ca sĩ còn có rào cản lớn là vấn đề con anh con em. Aguero thì có cậu con trai riêng 8 tuổi Benjamin với con gái nhà Maradona, còn Karina cũng đã có con riêng, So, với bồ cũ là ca sĩ Ann Polacco. Cũng không loại trừ khả năng Aguero và Karina giữa đường gãy gánh, vì giữa họ vẫn chưa đủ niềm tin dành cho nhau. Ancun nổi tiếng rất hay ghen, yêu cảnh chàng ở Anh, nàng thì ở Argentina, càng khiến cho Aguero hay nghi ngờ vào lòng chung thủy của nữ ca sĩ. Aguero sợ Karina bồ bịch tới mức anh nhờ thân phụ Lionel kèm sát người yêu. Aguero đã sắp xếp để Lionel là người quản lý của Karina, tiếng là bố chồng tương lai giúp việc cho con dâu tương lai, nhưng thực chất Ancun chủ ý nhờ bố đẻ giám sát hồng để Karina không có cơ hội đứng núi này trồng núi nọ. Có thể việc Karina bị bố của Aguero theo dõi 24/24 đã khiến cô bị ức chế, nhưng dù thế nào thì các fan City hy vọng Aguero vẫn sẽ tập trung vào việc thi đấu trên sân để giúp đội nhà giành thật nhiều danh hiệu trong mùa giải này. Còn điều gì thú vị về bóng đá mà bạn biết, hãy gửi về cho chúng mình qua địa chỉ bên dưới nhé. Đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ bóng đá nữa. Without football, my life is worth nothing. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo trên bongda.com.vn nhé. Baby, come on.